Ok, hello anh em. Thì nay về thấy trễ tí nên lướt lướt xem thêm coi có gì không mà vô chơi game ha. Hiện nay chắc tôi chơi con game mới. Nay thì chắc tôi chơi con game này nè. Nãy thấy ghê rẻ anh cũng muốn thử. Nhưng mà cảm giác là không hay cho lắm. Ồ, chưa có đánh giá tiêu cực luôn, 20 cái đánh giá ban đầu toàn là tích cực hết. Nên cũng có triển vọng phết á. Thì game này cũng ít người biết đó. Chỉ có là 300 euro thôi. Đây, một con game thế bài, trong thì cũng tương đối đơn giản á. Hiện là tại là đã đạt được 10 đánh giá tích cực rồi, rất là thành công trong những ngày ra mắt đầu tiên luôn. Thì một phần vốn vô game là giá khá là rẻ, đây chỉ có 8 đô thôi, 8 đô khoảng 100k nhân 5 đồng mình á. Mấy game thẻ bài thì thường giá trị chơi lại với chơi rất nhiều lần nên cái giá này có thể có người rẻ rồi, không thể đòi hỏi thêm được nữa. À thì hôm nay cũng đang ghi mấy con game á, anh em có thể tranh thủ lên nhận, thời gian nhận là 1 tuần, nói chung là từ hôm nay đến khoảng ngày 24 25 tuần sau thôi, gần cuối tháng á. Đầu tiên là ghi con Metro nè, cái link đâu người ta có là 3 con game miễn phí luôn. Con này thì trên GOG anh em rảnh có thể vô nhận, thì con này nó kiểu bài cổ lắm này, hồi như điện tử băng á, anh em nhận vào để chơi thôi, đi chân cho đẹp chứ chắc cũng không ai chơi đâu. Thì game này ra mắt từ năm 89 lần, đảm bảo thì cái tuổi đời game này nó lớn hơn rất là nhiều anh em luôn. Peggy 18. Thì con thứ hai nữa là con Metro, nếu tôi mở cái nhạc nào cho nó chạy nền nghe chơi. Thì con Metro này thì chắc anh em cũng biết rồi chứ gì. Hiện tại thì nó có rất nhiều bản luôn. Nãy thấy rẻ rẻ tôi cũng mua luôn rồi. Mua để chưng thôi chứ con game này không hợp đó. Cốt truyện nó hay hay, gameplay cũng độc đáo nữa nhưng mà cái FOV nó nhỏ lắm. Tôi vô thử con game rồi, setting nó không có chỉnh được nhiều nữa. Chủ yếu là do con game nó quá cổ rồi. FOV nó lại thấp nữa nên là rất là chóng mặt. Anh em là không quen cái loại bắn súng này thì hơi bị khó đó. Thì Metro nó có rất nhiều bản nè, sao nó không hiện đây ta, thì tôi cũng mới mua mà mấy bản nhỏ nhỏ thôi chứ cũng chưa có mua nhiều. Thì con này, con Metro này đang là miễn phí trên Steam, nó đang giá 0 đồng á, sao nó không hiện đây mà không biết nữa. Thì anh em vô bấm là nhận thôi, con game này nhận 1 lần thì giữ vĩnh viễn luôn. Ngoài ra các cái dòng khác của Metro nó cũng đang giảm giá rất là nhiều. Nè, Exodus là phiên bản mới nhất nè. Ascension Pass này đó là nó gồm tất cả các DLC của con game luôn. Tôi nhớ hình như bản Exodus này nó có 3 cái DLC hay gì đó. À đây nó có 3 bản, nó có 2 bản DLC nè, với bản này là cái bản nâng cấp của nó. Thì bản này nó nâng cấp chủ yếu một thứ thôi, anh em là cố hình mạnh có thể thử qua bản này, còn máy yếu yếu thì chơi là bản cũ cũng được. Thì ngoài ra nó còn 2 phần là bản đi đất nè, bản lát lai, bản lát lai trên này là cho miễn phí đó, nhưng mà anh em có chơi thì nên chơi cái bản lát lai gì đất này, ở dưới là bản 2023, 2033 cũng đi đất luôn, đi đút. Thì mình nâng lên bản đi đất này cũng được cái tiện lợi nữa, đó là cái chìa khóa, để tôi xách cái bản chìa khóa nó cho. Gọi là gì ta, game tiếng Việt phải không? Đây thì bản 2033 và Metro Last Night ghi đó nha, nó đã có chìa khóa của cái tem mà game tiếng Việt rồi, họ chìa khóa nói là đầu tư rất là nhiều luôn, thậm chí là có ghi chú về cái phần chìa khóa như này nữa nè, rất là nhiều thứ luôn, Hồng Quân Liên Xô nè. Thì những cái nào mà phiên âm ra thì họ sẽ dịch, còn thôi là họ giữ nguyên tên gốc. Nói chung là rất là đầu tư cho cái bản chìa khóa này luôn á. Anh em nào mà mua game mà thì có thể thử qua. Thì tổng cộng thì có khoảng là 3 bản thôi. Bản Last Light nè, bản là 2033 với bản Exodus. Thứ tự thì tôi cũng chả biết nữa. Nên anh em nào mà muốn chơi nhớ, không nhớ, chơi lâu chứ không nhớ, anh em nào muốn chơi có thể tham khảo coi đúng cái thứ tự chơi của nó để cảm nhận trong vẹn cái game.
Còn con game thứ ba miễn phí nữa là con Dead Stranding trên Epic, thì lần trước tôi đã dự đoán nó rồi. Đây con game thứ ba miễn phí đây. Thì lần trước nhìn vô là cũng nghi nghi là một là Dead Stranding thôi, còn hai là con Need for Speed. Cuối cùng nó ra con Dead Stranding. Thì lần trước là nó để cái vào là tuần sau cũng vào nữa mà chưa thấy manh mối gì hết. Gần gần tới ngày nó mới hé lộ. Thì con này trước là đã cho một lần rồi, anh em nào trễ nhẹ hẹn mà nhận không được vô nhận tiếp, anh em là nhận rồi thôi bỏ qua đi. Rồi giờ lướt cho team DB coi cái gì mới không, con nào lát bên này ra mắt nè. Con Vigation này à, nó mới có bản update rất là lớn đó, lượng người chơi tăng vọt mà bình thường là chỉ có 1-2 ngàn thôi, update cái lên là 6-70 ngàn. Mặc dù con này Early Access nhưng mà nó quá thành công đi, hơn 60, gần 60 ngàn người chơi nè. Thì game này ra mắt cũng đã lâu rồi, tôi thì cũng không có chơi, tôi thì mua bỏ nó trong thư viện thôi, cũng vô thử được khoảng là 2 tiếng đầu, xây được cái bay cảm nhận game thôi. Thì ok, game cũng rất là ok đó, chơi ổn được thể loại mà nhập vai sinh tồn. Thì anh em nào mà muốn mua game ấy, giờ chúng có thể tranh thủ mua được rồi, tại đang Early Access nên giá nó cũng rất là mềm, sau này có thể tăng á. Thì con tay nấp đá họ hứa là tháng 5 năm 2023 là giữ đúng hẹn rồi. Con này vẫn Early Access nha. Đây. Thì cái chặng đường đi cũng rất là dài, họ chỉ hứa mấy bản update thôi chứ chưa biết khi nào chính thức kết thúc nó. Game này giá 150k, rất đáng để bỏ tiền ra mua luôn. Đây nè, đó giá sẽ tăng sau khi mà kết thúc giai đoạn Early Access nè, nhưng mà chưa biết bao nhiêu. Thì tôi nghĩ con game này nếu như thành công thì họ sẽ 30 đến 40 đô á, nên sau này giá có thể ít hai là ít nhất, nên anh em là chưa mua có thể tranh thủ gom game này đi. Họ giảm sâu nhất là chỉ 20% từ trước đến giờ thôi. Một con game rất đáng để bỏ tiền ra. Chết Fighter này thì cái mà cái gì, con game gì Mortal Kombat mới ra trailer thì con Chết Fighter lại mở phần beta. Nói chung là cạnh tranh á. Thì mới đầu rạng sáng hôm nay thôi. Lúc đó thì rất ít người chơi, sau rạng sáng hôm nay thì lượng người chơi đang đột biến lên 30 ngàn. Thì do chủ yếu mà Mortal Kombat vừa ra trailer mới đây á, nên con game đối kháng khác nó cũng được hưởng ké lần này. Thì hai con này là nó đối kháng với nhau lâu rồi. Con ta tiếp Chopper này là một con game cũng mới ra mắt, có anh em trên video giới hỏi nè. Đây con Vigation nãy mới nói đây, nhưng mà tôi cũng chả biết nữa, lâu dữ rồi tôi không có chơi, tôi chỉ chơi lúc đầu chơi lại thôi. Đây con mà ta ship Chopper nè, hồi bé anh em mà coi phim thì nó hay có mấy cảnh này, nhất là cái cảnh đi tắm nam nữ tắm chung với nhau là cũng có từ con game này ra đó nè. Thì đây là con game bắn quái vật đúng như cái thể loại phim chuyện đó thôi đó, anh em một bên xây cái bay bắn cứ với nhau. Game người cũng tương đối, giá là gặp tương đối cao đó, vẫn giai đoạn Early Access nữa nha. Tuy nhiên có một vài điều mà anh em lưu ý là nhà phát hành nói rằng họ sẽ không có workshop. Workshop là cái khu để mình vô đó để coi mấy cái bản mod của game á, nơi mà cái cổng mở rộng ra để mà những người chơi khác có thể tự tạo bản đồ hay là thiết kế quái vật hoặc là súng ống vậy. Nói chung game nào có mod á thì thời lượng chơi nó rất là dài luôn, rất là nhiều con game đi lên từ chính những cái bản mod á, như con ARK không có server luôn, không trình duyệt server, tức là họ không có mở server riêng, cũng không có server cộng đồng luôn, tức là mình không thể tự mở server để mời người khác vô chơi được, nên hiện tại chỉ có online co-op thôi, một cái thẻ 8 duy nhất. Thành ra con game này sau này mà ít người chơi thì nó gần như đít luôn á. Đây tôi cũng đã review rồi nè, game này ổn là khá mau chán như hết bên tên, khả năng mở rộng phải chờ thêm lâu nữa. Muốn bán LAN thì anh em xài cái phần mềm tên là Himachi á, tôi hay xài này Hamachi á đó, để giả lập cái mạng LAN chơi với mấy bạn qua đây mới được.
Thì đây một con game cũng là tương đối ổn, ổn ở thời điểm hiện tại thôi, còn thời điểm tương lai thì tôi chả biết nữa. Tương lai có khi hết content là anh em rất là mau chán luôn. Chủ yếu có phần bắn súng nâng cấp, nhưng mà xây mấy cái công trình phòng thủ khá là tốt. Rất là nhiều người chơi với nhau bắn hỗn loạn là loạn lạc luôn. Còn tiếp theo là con Outlast. Còn Outlast này thì tất nhiên là tôi không chơi rồi, tôi chỉ coi video thôi. Hiện tại họ vẫn đang early access nè. Đây, họ khẳng định luôn là giá sẽ thay đổi. Giá cái không đổi hả? Không đổi trong giai đoạn early access thôi, tuy nhiên sẽ tăng nó cái phiên bản đầy đủ. Thì lúc ra mắt early access họ cũng không giảm giá tí nào luôn. Nói chung đây là một con game rất là tên tuổi theo cái dòng kinh dị rồi. Bản này thì nó qua co-op, tuy nhiên co-op thì anh em cũng có một nét đáng sợ khác, chứ không phải giải trí đâu. Con này tôi không chơi mà tôi chỉ coi stream thôi. Hồi chiều thì tôi cũng đã coi nó đây rồi. Có cái video ngắn ngắn như này nè, anh em có thể vô coi chơi. Đây, thì có coi mấy thanh niên này chơi thử thôi. Rồi thì chả hiểu gì anh nghe gào thôi. Thì cái thú vui khi coi người khác chơi game kinh dị là gì mà. Tôi nhớ cái màn đầu tiên này là mỗi người tìm một cái manh mối để dẫn đến cái chìa khóa, thì bắt đầu đi tìm chìa khóa dựa trong cái manh mối đó. Khi đủ 4 cái chìa khóa xong rồi, đủ mà 3-4 cái chìa khóa mình ghép lại rồi đẩy cái thằng người đi xe lăn đó đến đó là xong. Còn chi tiết làm sao tôi chả biết. Nói chung là đây cũng là con game kinh dị thôi. Thì nó giống không có thua kém mấy cái dòng cũ đâu. Được đánh giá ban đầu rất là tích cực luôn. Thì không gài thì cũng đang bàn luận như con Lay Nofai. Một con game thẻ bài mà gần như cứ có game thẻ bài nào mới là bị đem ra so sánh với nó à. Đây là con Outlast. Giá game thì cũng hơi chua một tí. Anh em nào muốn chơi có thể chơi. Còn tôi thì chỉ coi thôi. Đếp này chỉ ra đúng hai dòng Outlast và để lại tên tuổi một cách thần thánh luôn. 71.000 đánh giá tích cực khủng khiếp. Thì con game này con game miễn phí nữa nè. Của Nation. Mà game có Nation thì tôi không hy vọng cho mấy. Khả năng là Mixit. Đó. Đúng là Mixit. Mà cái 59% này là có khi sắp về đỏ rồi đó. Thì nhìn chung bây giờ Nation đẻ game ra là không còn ấn tượng mấy nữa. Hiện tại đang có gần 10.000 người đang chơi luôn mà. Game này miễn phí, anh em nào muốn chơi cũng được chứ. Thì nó là game miễn phí mà nên hết Early Access nó không tăng giá đâu. Còn hai game thể loại FPS mà MMO thôi. Thì hiện tại một vài cái đánh giá là nó rất là mất cân bằng, với mà một vài cái lỗi bớt không đáng có. Cảm giác bắn súng mang lại cũng không tốt nữa. Thanh niên này chửi đúng câu gác đuổi. Đừng đưa họ bất kỳ đồng nào. Nó chỉ tạo thêm cái vấn đề tồi tệ mà thôi. Thì tôi nghĩ khả năng vẫn là hút máu trong game thôi. Nation đó giờ vẫn vậy mà. Titanfall 2 chắc đang giảm giá nữa đó. Hoặc là đang miễn phí cái gì đó. Đây đang giảm giá tới 90% lận, còn có 70k cho anh em nào muốn sưu tập thôi. Tuy nhiên con game này thì chế độ online của nó đã chết rồi, chỉ còn một cái vài cái server mà laser tự mở. Chế server chính hãng bị đôi DOS quá rồi nên dev họ cũng bỏ luôn, họ tập trung hết vào con Apex này. Thì anh em nào mà muốn chơi cái thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất thì có thể thử qua con này. Một như những con game mà cái lối di chuyển nó rất là độc đáo. Đến mức con Abed là kế thừa của nó cũng có nét độc đáo rất là riêng luôn. Thời lượng chơi con game này chỉ là hơi ngắn thôi, nó là khuyết điểm duy nhất đó. Còn lại cảm giác súng ống mà chạy nhảy là cốt truyện đồ rất là ấn tượng. Cái điểm yếu nhất con game này chính là thời lượng chơi đơn nó rất là ngắn, khoảng là 3 đến 5 giờ là anh em hoàn thành rồi. Một con game rất là ấn tượng. Cũng 7 năm rồi. Far Cry 6 khỏi nói rồi. Nghĩa con game tự đặt cho mình cái giải game of the year nè.
mấy anh newbie là tự đặt giải cho mình luôn đó. Thực ra là chẳng ai trao giải này cho nó đâu, mấy anh newbie là tự chọn game của mình này, tự trao giải cho mình, gọi là game RPG chứ thực ra là không ai công nhận hết. Thì game cũng mà bị chê trách khá là nhiều nên cuối cùng là họ phải giảm giá 75% luôn. Game cũng mà mới ra mắt cũng khoảng thời gian gần đây à, tôi nhớ lần đầu chơi nó là cái map trên thuyền nhá, lúc đó là nó tối ưu cực kỳ tệ luôn, tràn vây gam liên tục, tôi bắn tí xíu mà chán nản bỏ luôn tới giờ. Thì Gulan đây là con game miễn phí của mấy anh China hay gì nè, đánh giá thì đổ quét luôn đó đó, cực kỳ tiêu cực nè. Hiện tại thì game thủ không còn giới tính như xưa đâu, con game này thì nó pay to win rất là nặng, anh em cày cú cỡ nào vô gặp mấy thanh niên là giá anh trời. Tôi nhớ có đọc cái comment level 10 gặp level mấy chục luôn đó, chat pay to win đó, level 12 vô gặp level thanh niên 500 cộng. Thì game này nói chung là ý tưởng tốt đó, nhưng cuối cùng là tiền nó chi phối quá, nên yếu tố giải trí là gần như không có luôn. Tôi thì mấy con game này dù hay cỡ nào thì cũng không muốn chơi đâu, tại vì nó là MMO mà tiền là chi phối nữa, nên đua thằng nào nạp nhiều lần nó thắng, trong khi tiền nó bỏ tiền mua game khác có nghĩa nó Get Atlas và đang giảm giá rất là sâu. Cái tựa này anh em không quen chứ nói tiếng Việt là báo động đỏ chắc anh em biết đó. Phổ biến nhất ở quán net của mình là báo động đỏ 2, còn bản này là bán báo động đỏ 3 nè, vì game cũng ra mắt là 15 năm rồi đó, nên giá game rất là rẻ luôn, còn có 19 ngàn à, bán ly cà phê à. Ồ, mấy bạn tôi cũng mua rất là nhiều nha, đúng là mấy thanh niên hoài cổ, hiện tại vẫn còn đang 2.000 người đang chơi luôn, một cái tuổi thơ của chúng ta đó. Có con này con của EA mà tôi không biết, à tôi nhớ mang máng rồi, hình như con game dẫn tiến hóa hay gì á, đây con game tôi nhớ là như tiến hóa mấy thú của mình đó đó, một cái bào đi bắt đầu tiến hóa dần dần lên, mà con game này cổ lắm rồi, còn những con game mà khởi nguồn với EA giữa thể loại này á, anh em này chơi chắc biết thôi. Lúc trước tôi coi ai chơi con game này chứ tôi chưa có chơi, hình như là trực tiếp game hay ai á không nhớ nữa, còn con game rất là cổ luôn nên giá cũng bằng game nãy luôn. Thì game này mới ra mắt cũng tương đối ổn nè, không phải mới ra mắt mà đang giảm giá, mới giảm giá lần trước tôi đã nói trong video rồi đó, khá, họ giảm giá khá là ngon á, có mấy chục ngàn. Còn con game đủ đi giải trí thoải mái. Ngoài ra thì hết game rồi. Giờ thì chắc tôi vô game thôi. Đây. Đây là con game tôi sẽ chơi ngày hôm nay nè. Bốn khoản này, con này tôi cũng con Kingdom đó, tôi cũng mua để đó nè. Thì đây là một con game thép hài mới ra mắt, được đánh giá khá là ổn ban đầu á. Đạt được 10 đánh giá tích cực ngày ra mắt đầu tiên luôn. Rồi bây giờ vô game thử ha. Để tôi tắt bớt mấy cái live stream này cái để nó nặng máy. Thì tôi nhớ lúc đầu nó còn hai cái cảnh đó. Nói chung là hai bên nó đấm nhau thôi. Thì khi vô con game này anh em sẽ lựa chọn hai phe, phe thứ nhất là phe người, chúng ta đóng vai những chiến binh đi vô cái tòa tháp đánh với một ông trùm, còn phe thứ hai là chúng ta đóng vai ông trùm quản lý cái bầy quái vật để chơi lại mà mấy thanh niên chiến binh này để yếu lại để cản đường á. Thì bên này là giống giống con game tôi từng chơi, giống giống như con game mà cái gì Keeper quên rồi ta, Dungeon Keeper hay vậy, tôi chả nhớ con game đó mà. Lâu rồi không chơi. Để tôi lục lại cái video ấy. Tôi nhớ nó có hình cái cửa. Đây 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 đây. Giống con Legend of Keeper á. Thì mình nhập vai thì dám đấu hầm ngục. Còn con game này thì cái bên đây thì cơ chế nó na ná vậy. Còn bên đây dạng người. Tôi chơi thử cái dạng người trước nghe không. FPS thì nó đang cao á. Để tôi chỉnh cái GT đó rồi.
Cấp này dùng này chính FPS cho nó tiện. Cái input lag nó cũng thấp nữa. Anh em nhìn 20 tí nữa tụt xuống rồi đó. Nói chung là chơi game FPS thì chỉnh bằng cái này ngon. Option thì tôi cũng đã chỉnh tương đối rồi. Zoom cạn Inverter chỉnh luôn. Quy màn hình 2K rồi đủ hết. Nhìn new game. New game thì chúng ta chỉ bắt đầu mấy nhân vật này là phải bỏ tiền ra mua đó. Họ phát triển là một nè, 2 3 4 5 6 7 6 nhân vật thì chúng ta chỉ chơi được những nhân vật đầu tiên thôi. One day there was nothing. The next, an explosion. Allery's castle appeared. Cái tiếng voi nó hơi bé à. Thì chủ yếu là mình đi vô lâu đài với chiến với quỷ dương á. Đó. Anh em chơi cái mà một bên phải nãy á, thì anh em sẽ đóng vai quỷ dương chống lại mấy con người đang tiến này đang tiến vào như này. Còn bây giờ tôi đang dọn phe người, tôi sẽ đi vô mà lật đổ quỷ dương. Gửi cho người tốt nhất đến đi dừng lại ta lại. Rất giàu có với những bí mật. Nếu mày không thể, mày hãy nhìn cái vương triều của mày sẽ sụp đổ. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, hàng ngàn người đã rời khỏi lâu đài, chỉ một trong số ít đó. Đó. Nói chung là mình là trong số hàng ngàn người đến đây thôi. Thì đây là hướng dẫn đồ game. Tôi tắt FPS đi nha. Bữa sao nó vẫn 144 vậy? Sáu mươi chứ. Rồi, ok 60. Thì cái này là lượng tiền nãy của mình đó. Cái này là gì ta? Ngôi nhà số 614 này là gì? Đây. Cuối cùng thì đã đến được cái lâu đài Alatic này, Alatic này. Mình sẽ có nhiệm vụ là leo lên có gọi cái tầng của tòa lâu đài này để đánh bại cái thằng Alatic chúa tể của Vampire. Thì cái tầng này sẽ có rất là nhiều phòng với rất là nhiều quái vật để phòng thủ cái lâu đài đó. Nói chung là mình phải đánh bại mấy quái vật đó đi vượt qua để vượt qua từng cái tầng này. Một tầng nó sẽ có rất nhiều phòng nữa, thì đừng nói này tầng 6 nha. Rồi 14 là gì ta, giờ hiểu cho lắm. Thì dùng kẹt để đánh bại đối thủ, bạn có thể dùng số kẹt bất kỳ cái số kẹt cho mỗi tên luôn, tức là trên tay mình có bao nhiêu lá bài mình có thể dùng được hết luôn á. Khi mình chơi một kẹt thì nó sẽ cái lá kẹt này nó sẽ quỷ nó vô cái mà đít kẹt nè, vô cái ôm đây. Khi mình rút, khi mà cái này cái chỗ mà mình rút bài trống á thì nó sẽ lấy lại lá bài đây. Ngẫu nhiên vậy rồi ok, chú ý mình control bài kỹ kỹ là được. Khi mà hết tôi nó nhấn nút end tôi nó đây thì sẽ rút lại 5 lá bài mới. Rồi nếu bất kỳ quái vật nào còn lại á, mình trong cái tôi nó không giết được nó thì nó sẽ đấm mình. Ok, hướng dẫn giải vậy. Đây là nhân vật của mình. Nếu máu về không thì chết. Nếu là đơn giản là máu đấy à. Còn cái này là bút với đi bút. Kỳ sụt hay go kỳ sụt là gì? Thì mỗi anh hùng vào quái vật thì sẽ có một cái ô bút đi đi bút này. Thì mình có thể là thay thế mấy cái khác vào đây. Nói chung là mình bút một cái bút lên thì thay thế được cái đi bút. Ý nó nói gì? Thì cái ghiệu suột này thì có thể là lắp con Hego của mình. Chưa biết nó là cái gì, chỉ ghi thôi. Hego sẽ nhận kinh nghiệm để lên cấp khi đánh bại quái vật. À, có lên cấp nữa hả ta? Tôi tưởng mỗi nhân vật là chỉ như vậy là ổn cuối thôi chứ. Ống kinh nghiệm với này. Số 1 đây là level đó. Rồi, ok luôn. Đánh bại hết quái vật lên cấp. Mình có thể tìm kho báu à. Tìm mấy cái kẹt kho báu. Nhận được vàng ở cuối mỗi tuần. Hãy cẩn thận vì nếu chết sẽ mất một nửa vàng. Đúng không? Vàng là mình mang thành lá bài nó nằm trên tay mình hết thôi. Thì vàng có thể dùng để mở được cái anh hùng mới. Lót được cái bộ kẹt. Thay đổi cái mà cái kẹt bắt đầu. Rồi bây giờ bắt đầu đi. Hướng dẫn gì dông dài quá à. Gì đây? Một vàng hay đỏ? Vàng chắc là cái này. Kinh nghiệm level với đỏ chắc là máu. Thì nó có ba con thứ một mà. Tên là Minion luôn. Để tôi chuyển mấy bản nhạc ra cho nó nhẹ hơn người cái. Nghe tiếng nhạc nó nhức đầu quá.
Rồi, diễn qua bài nhạc rồi đây. Cái gì đây, cái gì đây? Ủa, cái đầu lâu có máu là gì đó? Đây là số phòng để đến boss. Số phòng của boss và số tầng còn lại. Mình có là dạng như là túi cứu thương nhé. Hai cái lá cạc mình sẽ rút là bên trái bên phải. À cạc đây, cái này thì gây 2 dam và hồi 1 máu. Cái gà kia là gì? À, thêm hiệu ứng nếu bạn lấy cái cạc này với ba cái token. Cái token nó là cái gì? Đây này có thư viện nè, bút, lock, hút máu, cái gì vậy? Ôi phải lờn. Thôi, chơi tới đâu tính tới đó đi, động hết cái này tới mù quýt luôn, dẹp nét ngay vô luôn, quay lại làm sao gì xung. Đây là làm cho bản thân trong sạch, là xóa cả các bớt với đường bút luôn, chỉ dùng cho mình đó, không dùng cho địch đó. Cái này là hồi 5 máu, chỉ sử dụng được 1 lần, xài xong là mất luôn. Cái này hồi 1 máu, mình chỉ có cái lá gây 1 dam thôi, thì lấy được 2 lá trên đầu. Thì chọn cái lá này nó sẽ nằm lên cái bộ bài để hồi mình rút, nên chắc chọn lá này đi. Đây 2 dam giết được con đó. Rồi nó tuôn thôi. Bây giờ đánh mình 2 máu rồi. Đá đó. Cái lá này đấm cái thì hồi được 1 máu. Nãy bây giờ dùng lá này là hồi đủ máu rồi. Khi mình lút nó mình có thể thêm bất kỳ cái lá cạc là vô bài của mình. Hãy thử mà thêm cái lá cạc là cần thiết thôi. Sử dụng 1 lần là thêm 1 cái cạc. Ai tầm, à cái cạc này nó có phân loại nè. Ai tầm là chính giữa. Nhẫn chứ. Cái này là lá kỹ năng. Kỹ năng gì mà phèn quá vậy, kỹ năng đấm đá thì không gì trời. Nhưng một là gì? À đây, à đây. Cái này nãy là nó liên quan cái này nè. Cái này như cái điểm can đảm của mình vậy nè. Bây giờ lên cấp thì sao? À đây, level up. Khi mình lên cấp thì mình chọn 1 trong 3 lá kỹ năng để thêm vào cái bộ bài. Giờ căng nha. Gây 12 đam cho 1 con quái vật và 4 đam vào bản thân. Chịu đấm ăn xôi hả? Cái lá này tôi nghĩ là để đến boss thôi á. Gây 4 đam luôn quái vật. Lát tan là gì? Thêm hiệu ứng này nếu bạn lay nó và không có lay càng nào khác nữa trên bàn tay. Tức là mình đánh lá này cuối cùng. Đánh lá này cuối cùng mình sẽ được cái hiệu ứng lát tan. Mất 2 HP. Vậy chỉ cần không đánh nó cuối cùng rồi được. Gây 4 đam 1 máu. Gây 3 đam ít lần. Ganh đung. Ít là số lượng của cái mà số máu mình mất trong một cái tuần đó. Như hồi nãy có một tuần nó mất 2 máu thì có thể dùng lá này quất lại 6 đam luôn. Nên tôi nghĩ lá này ngon hơn. Nếu mất 1 máu thì lá này ngon, còn mất 2 máu cho nên lá này ngon hơn. Thì lá này với lá này nó bằng nhau à, trong một vài điều kiện. Thì bây giờ ok kế hả? Đồng hồ là cái gì? Nó mới nói gì vậy? Con này 3 máu. Còn 1 attack mỗi lần sạc, tức là sau một tôi nó lên 1 đám hả? Xài trước lá này đi. Đây. Mình chưa mất máu à? Quên nó, mình rút nó làm gì ta? Rồi 1 máu đi. Chiếc con này trước đã. Thử xài lá này luôn coi. Không có tác dụng gì hết. Bây giờ nó đấm mình 3 máu. Ủa nó 3 đam là ta? Không, hồi nãy nó đánh là có 2 đam thôi.
Chạy lá này trước. Này là gì? Gây 2 đam ngẫu nhiên như một quân địch. Nếu bộ bài còn 20 lá hoặc là ít hơn, lặp lại hiệu ứng này một lần nữa. Hồi hồi máu chứ cái đã. Rồi thử coi. Đó. Thì bài mình rất ít lá nên cái lá nãy gây 4 đam luôn. Sử dụng một lần là hồi 10 máu và thêm 2 độc. 2 độc là gì? À độc danh hả? Sử dụng một lần bạn mất một máu. Tức là mình hồi 10 máu rồi mình dính 2 độc nữa hả? Cũng được. Tính ra vẫn còn 8 máu. Nhưng mà nó chiếm một lót. Chiếm một lót bài trên tay mình. Đất nét. Rút ít hơn một lá mỗi tuần. Hồi phục là khi bắt đầu cái khi bắt đầu thì nó sẽ hồi phục lên tất cả các máu, tức là 4 máu này mình không giết nó trong một tuần là tuần sau nó hồi lại. Nên tôi nghĩ là dồn con đầu đi, con đầu 3 đam là nguy hiểm lắm. Ê, tôi vừa xài mất cái token này. Chưa ngu rồi. Rồi, em tôi luôn đi. Mất một máu. Mình sẽ rút cái lá này. Thì được 4 đam. Nhưng đánh lá này trước. Để lấy một máu lại đó. Rồi ok, vẫn 18 máu như cũ. Sử dụng một lần nhận thêm lốc. Lốc là ghi đam ở Hero lần đầu thì nó sẽ bỏ qua nó đam luôn. Hay là lá là như nhau hả? Ủa? Nhận lốc và quỷ một càng. Tôi nghĩ lá này ngon hơn, nó dùng được nhiều lần. Còn lá này một lần thôi. Thì mình có thể bỏ qua cái lá này luôn. Mình cần cho bài hơi khó đó. Cái gì đây? Chọn cái phòng mình sẽ vào. Bạn thấy một nhóm người quân địch thì cái đầu có mặt nạ. Thì cái lá phòng này thì độ khó cao nhưng mà phần thưởng nó cũng cao hơn luôn. Bây giờ an toàn hay là không? Giờ là phải chơi lớn. 4 con, mỗi con một máu, nó đều có điểm hồi phục hết. Thôi, bữa sau mình rút được có 4 lá nữa. Có 25% cơ hội giết đam. Có luôn rồi. Nâng cấp nè. Lai bớt hả? Thêm cái hiệu ứng này vào. Nếu không có, ủa không, cái đó cho anh đọc rồi, cái dưới đi, đi bớt đi. À, tất cả cái quân địch sẽ bớt 1 đam. Cái này là cái gì? Vũ khí trên tay, những cái lá bài vũ khí thì tuần sau nó sẽ còn 1 đam. Nếu bạn hồi phục 4 máu, sẽ nhận được cái mà favor đó. Boost. À cái favor đó thì cũng như cái con này thôi. Cái lá này được, lá này đi với hồi máu được. Thì bây giờ mình hết bài rồi bỏ đi. Mất 3 máu đi. Ủa? Tức là mình phải xài những cái lá tự quỷ vô máu mình thì cái lá này nó mới phát huy tác dụng, chứ không phải là bị đánh ở tuần trước. Tôi đọc hiểu sai thôi. Đít tuần à. Vậy cái lá này hơi bị phế à. Mình phải đi với cái mà những cái lá tự quỷ mới được. Chơi ngu rồi, tốn một lót cho cái lá cùi bắp đó. Mình mất 4 máu rồi. Ủa sao nó nhảy thêm lần 2 đam nữa ta?
thì mình chưa có hồi máu nào hết. Cái này là gì? Cúp với tơ màu lá hả? Thôi cho nó bay màu đi. Mất 4 máu. Nhận random 3 vũ khí. Nhận một random card sử dụng một lần. Ghi mu này sau này mình có rút lại không hay là xài một lần mất vĩnh viễn của bộ bài luôn. Hay là sang phòng khác ra đây hồi lại nó. Đó, ghi mu đít card sau khi sử dụng nó. Tôi thấy lá này nó vẫn ngon hơn. Thôi hút hết luôn đi. Lỡ là chơi lần đầu thì nhiều bài cho biết, không cần quản lý bài đâu. Dọn bỏ cái này. Trên form tôi Godman là sao đó. Ba đam thì nó vẫn vậy mà, hồi 5 máu rồi. Tôi thấy chưa cần đâu. Xài thử ra nè. Trời ơi. Mất 4 máu. Mình sẽ xài lá này lấy được hai lá độc, hai lá độc kết hợp với lá này sẽ gây được 600. 2 4. Xong. Thiếu một máu. Sử dụng một lần, gây một đam cho tất cả quái vật. Tôi vẫn nghĩ. Phí một lót thôi chứ không lấy dụng gì hết, bỏ lá này đi. Mình có 18 lá. Đương nhiên là độ khó cao rồi, ai mà chơi dễ. Vẫn là mấy con nãy thôi. Ủa nó đánh ba con vậy là cái mục tiêu nó ganh đúng. Tôi chơi ngu rồi. Chơi ngu rồi. Bây giờ không con nào chết hết. Đánh khá vui vui em. Bây giờ ai dạ, đau nha. Nó sẽ rơi vào cái kiểu nào đây? Có khi nghĩ lấy một máu nó ngon hơn này á. Tại vì bây giờ mình cái lá này nó đúng may mắn, nó cũng chỉ giết được một con thôi. Tức là giết một con thì mình cũng chỉ tiết kiệm được một máu, thì so với cái lá hồi nãy mình hồi một máu nó chả khác gì. Rồi mất hai máu tiếp, còn 13. Bây giờ mình hồi được hai máu nhưng mà không thể kết thúc nó được. Ủa? Nói chung vẫn giữ máu được thì chả có gì cả. Kiếm một lá đàm nữa là đủ. Không có rồi. Tuôn tất cả quân địch. Được. Cái lá này có tác dụng. Tại vì mình tuôn nó à. Thì cái rau sau mình hay rút được. Vì tại là gì đâu. Vì tại là sau khi mà
hết lộ thì cái quân bài này mình có thể giữ lại trên tay. Cái lá này chả tác dụng gì cả, rút thêm một lá mà trong khi nó lại chiếm một lót của mình. Cái lá cạc mình rút thêm cũng không thể tự chủ được nữa, nên chắc là lấy thử hai lá này thôi. Lá này rất là phế luôn. Ủa cái gì, nó đánh mình trước kìa. Chọn cái lá mình bỏ, mình bỏ lá này đi, lấy một củ đó, bỏ một máu hồi luôn, bỏ một máu lại lấy lại một máu. Đây mình có thể là nó tách, là nó phá một kẹt trên tay mình, nó sẽ thêm độc. Tôi nghĩ là gạt này đi, hồi một máu, mất ván này 5 máu nữa, phải hy sinh lá nào bây giờ. Lúc này thì tất cả các lá nó đều quan trọng cả. Nhưng mà biết gì bỏ lá này rồi, mà bỏ lá nào cũng vậy không. Mình chắc ăn đi. Thân thể mất 3 máu nữa thôi. Cái này là khô báo à? Khô báo rồi là làm sao? Nếu bạn hoàn thành mà dọn cái lâu đài này hoặc là rời đổi cái lâu đài này thì sẽ nhận được cái ít vàng. Ít là 5 đấy à? À, mình có thể kiếm được 5 tiền. Thấy hết luôn. Để lên cấp nữa. Hồi một máu. Cái tiếp mà không phải cái lá bài vũ khí huyền thoại thì sẽ gây 3 đam là sao ta? Tức là cái lá 2 đam của mình có thể gây được là 6 đam. Cái lá này dễ kích hơn là lá này. Hồi máu chứ hồi trên 4 máu á, thì cái lá này nó rất là mạnh luôn. Bây giờ nên sao ta? Tôi nghĩ là lá này đi. Bây giờ mình hồi máu còn chưa chắc lắm. Tôi sẽ dùng lá độc này thử cắn mình cái. Rồi xong rồi dùng cái lá này hồi 10 máu. Cái lá này trước đi. Có mình hơn đó đâu có hơn 20 lá. Ba đam thì chết được con này. À quên nữa, cái lá đó nãy mình có cái đồng xu này mà quên. Phí rồi, phí rồi. Ủa sao nó đánh ngẫu nhiên luôn hả? Lũ đạn đó. À, tôi sẽ chờ đủ mất 10 máu mới cắn lá này. Mất 3 máu nữa tôi mới cắn. Rút ít hơn một lá. Thì thằng này nó hồi máu rồi. Biết gì đánh lại đi. Nãy dê ngu rồi quên đọc nó.
Ngu chịu thôi biết sao vậy. Rồi ok 7 máu. Nó lại chịu hồi ra mồng đệ nữa. Xài lá này trước. Gây 2 đam hồi 1 máu. Không, vẫn không đủ đam nên rút lá này đi. Xài luôn lá này. Có không? Mấy lá này là quá vậy ta? Cờ lúc lúc cộng này không? Cái mấy cái lá đó để nâng cấp lên đúng không? Gây 1 đam quá giật. Giờ sẽ tăng thêm 1 đam cho cái lá này. Tức là bây giờ mình có 4 đam vừa đủ con nè. Nó chịu hồi cho con mới 3 đam nữa. Cái lá hồi 10 máu rồi trời. Gì có luôn. Lên được 12 máu nữa. Đây 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 đây. Hồi 1 máu. Cái kho báu này nó có 5 à, 5 vàng à. Trời ơi, biết gì đánh này đi. Đúng là gây 6 đam thiệt mà. Cho đánh mình thôi. Vẫn còn 10 máu à. Nói chung là con động khá đơn giản. Bây giờ bộ bài mình hơn 20 rồi. Nên chắc lấy cái này đi. Dù sao cũng 2 điểm à. Bây giờ chịu đánh 6 máu luôn. Tuần sau có thể giết nữa. Chịu đánh 6 máu luôn. Xong. Vẫn ủa, đánh xong con đó vẫn đánh nữa hả? Ghi 8 đam. Kỳ ít hơn 2 cho mỗi con quái vật trong cái phòng này. Vì cái này là chỉ đánh cho boss thôi đúng không? À là lấy hồi 7 máu có nghĩa đó. Tôi sẽ kiếm cái lá hồi máu. Đến bây giờ hơi phí. Không. Gọi nó ra thôi. Chứ tắm máu được rồi. Xóa một cái cạc trong cái cạc nội bó của mình. Ủa đâu? Cái lá này là sao vẫn không hiểu đâu. Đây 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 đây. Trên 30 lá mới nhận được cái đó. Cái này dưới 20 nhưng mà nó 3 đam lận còn đỡ hơn cái lá chừng 1 đam mình lấy hết đi. Thôi chả quan tâm đâu. Đây lấy một kho báu lớn.
nhưng mà nó không có ghi số lượng bao nhiêu cả. Chọn 1 đến 3 lời cầu nguyện. Ủa bây giờ không phải đang cầu nguyện hả? Thì mình nghe nói một cái giọng nói trong đầu người của hàng đang chơi game á. Một món quà từ Chúa ban xuống cho bạn. Đẹp là Chúa à? Tôi nghĩ máu bây giờ chưa quan trọng. Lấy tiền đi, lòng tham vô đáy. Lại tiếp tục. Chọn một của năm khiêu. Bỏ cái lá bàn chân nó đi, tại cái lá đó rất là thừa. Đây cái lá này là đào tẩu luôn à. Bây giờ rồi mình có 38 vàng hoặc là tiếp tục cái vòng tiếp. Con game này thì tôi chơi cho biết thôi nên tôi sẽ đi tiếp chứ không có rút đâu. Nếu muốn rút thì chọn lá này cũng được. Ừ. 13 máu 20 hồi 7 máu, không có giới hạn lần xài thì quất luôn. Gây 5 đam nhưng mà nó trừng phạt mình rất là nhiều. Chơi luôn đi, sợ méo gì. Bây giờ mình mất cái lá này luôn rồi. Không thấy chơi nhận được 20 kho báu. Ủa? Nó không cho mình chọn cái lá càng nào á. Bây giờ mình hy sinh lá nào, chắc hy sinh lá này chém phát nhỏ là win luôn. Lấy một máu à, một máu mà lấy hơi phí á. Tôi gắn đưa bộ bài lên 30 này, ba con hai máu. Lấy hai đam đi. Mình xài cái này đâu mất gì đâu, nên xài luôn. Không lá này giữ lại đi. Xài lá này. Bây giờ nó lên được 4 đam chưa? Đó lên được 4 đam, tối đa nó sẽ lên được 7 đam. Hai lá này chắc tôi không lấy lá nào đâu. Vẫn còn cái lời nguyền này ở đây đó. Gần cái lá thanh tẩy lắm. Và lóc á, lóc thì phá một nó đi. Phá luôn cái lóc đó. Bộ bài mình đang là thập cẩm, chưa có chủ đích gì cả. Xài lá này thì mất 2 đồng xu này nhưng mà cũng được đấy. Gây 3 đam cái này đi, này dù nó còn một máu à nhưng mà tiết kiệm được một máu. Có lóc rồi. Đây dọn cái này đi,
bị dính hai cái debuff. Hồi một máu 16, hồi hai máu nếu ít hơn. Thôi không, không lấy đâu. Tối đa là 8 rồi, tới tối đa là 10. Gây 2 đam, 3 đam, gây 3 đam có thể giết. Mình chỉ có thể nâng được mấy lá này thôi hả? Thì gây 6 đam. Tôi nghĩ là lá này đi. Lá này thì còn lâu dài. Hoặc là lá này. Lá này may mắn nó giết thì gây được 6 đam. Nhưng mà chỉ có 25% à. Nên tính ra là 3, nếu như 3 mà 25% là 3,75 đam á. Lần cái cây dao giật tịch thì có nghĩa nữa. Cái lá này giữ không ta? 20 vàng tôi nghĩ là nó hơi có giá trị á. Thôi giữ đi, tại vì bộ bài của mình nó chưa mạnh để nâng cấp. Đây cái dao giật tịch đây. Mỗi lần nó sẽ nâng lên 1 đam. Năm, sáu, bảy, tám, chín. Tám, chín. À, nó vẫn thiếu. Nó sẽ đánh độc mình. Hy sinh nó này thôi. Ủa, mình dùng nó cuối cùng mà nó vẫn mất ta. Mình chưa bị dính độc hả? Lá này vô dụng. Ủa sao nó còn có 2 đam à? À, mỗi tôi nó sẽ add một lá độc vô bộ bài của mình. Đó, cái tác dụng của bàn tay là gì đó. Bộ bài của mình thì nó quá nhiều rồi, nên cái lá nó vô dụng rồi. Mất một máu thôi, thì anh tẩy đi. Đầy máu. Mất hai máu lại. Gây 2 đam cho một quân địch. Nếu bộ bài mình nhiều hơn 30 lá thì nó sẽ gây 5 đam. Lấy luôn. Hiện tại là 31 lá nè. Thì đương nhiên là phòng khó rồi. Ai lại chơi phòng dễ bao giờ. Khi gây đam mình nó sẽ tăng 1 đam nữa. Bây giờ nó là 3 rồi. Bỏ một cái lá. Tôi nghĩ là bỏ lá này đi. Mất tận 5 máu rồi. Mình hồi ra đủ luôn. 6 vừa đủ này.
gây 12 đam và 4 đam vô mình phải không? Hồi một máu ít lần. Với số mà weapon mình có trên card. Giờ làm sao coi được bộ bài mình ta? Mình không nhớ tôi có bao nhiêu lá weapon. What? Ây da, 18 máu. Mấy cái lá độc đó hết rồi. Hồi một máu chứ đã. Hồi cái lá hồi máu rồi nữa không? Lấy nó xài lại lần nữa. Lấy nó. Giờ xài lại lần nữa. Lũ đảng đó. Đấy, ừ đúng rồi. Mình lock tool thì tool sao mình kiếm máu mình gắn. Cũng chả mất máu nào, không nên dứt điểm nữa bây giờ. Thử lá này, mình sẽ bỏ cái lá này đi, bỏ lá này tầm thì được cái gì? Lấy đu anh đọc, đọc không kỹ. Đấy. Trời, bỏ lá khô báu thì được 4 máu, còn bỏ lá qua phành thì nhận được 3 cái điểm mà công đam. Nếu chọn một lá cài khác thì lại bớt là giảm một đam đó. Thì nãy chơi ngu đi chọn lá đó rồi chiên gạt nó đi. Ghi 6 đam lấy một lá độc, ghi một đam là nhận một lá. Cũng được, cái này què vốn, nó không chiếm lót bài của mình cho lắm. Cái lá này cũng cần nè. Bây giờ tôi dính hiệu ứng hơi nhiều. Nên không ta? Coi có một máu rồi lấy không đi. Bài hơi nhiều, nó khó control dữ rồi. 2, 3, 7. Thử lá này trước. Hai ba bảy hả? Đánh đầu đi. Ghét luôn kìa. Này chỉ có 2 đam thôi. Bây giờ 6 5 11 là chết được con này. Nếu lấy lá 2 đam thì có thể gạt luôn con này. Là mình mất 4 máu. 4 máu và thêm một lá độc. Nhưng mà 5 đam hơi phí nên lấy lá này đi. Không. Cái lá này không xài trước được. Phải giết con này đi thì tỷ lệ nó đánh trúng con này lên 33%. Còn nếu như không thì hơi chua đó. Bây giờ mình hủy lá này. Bây giờ trúng con cuối không? Không trúng rồi. Bây giờ cần cái lá 10 độc nữa. Rút thêm lá. Áo cũng đỡ. Bây giờ mình có 3 cái vót này. Gây được 4 đam này chắc chết con này. Nhận 5 mét hả? Cũng được. Nên rút nó. 2 lá thuốc. Cái lá thuốc này tôi không nhớ có những lá thuốc gì. Nếu như dùng lá này thì có thể hồi được 2 máu cũng đỡ. Lấy đại đi.
nó có hiệu ứng lốc. Bắt đầu một turn thì nó sẽ nhận được hai cái điểm phẫn nộ, như turn sau lên 3 đam, con này có hồi phục. Mình bây giờ thì có thể gây được 6 đam. Ủa? Gây 4 đam mà. Cái này là lỗi boss nào. Thực ra cái lá này 1 đam thôi. Nãy giờ tôi xài nhiều lần, nó chưa có reset lại nên nó vẫn hiển thị là 4. Bớ con game thiệt á. Không, đam từ quê phần đi trừ 1. Vậy là hai phát là thiếu hai. Rồi toan rồi, mất 4 máu rồi. Thêm lá độc nữa. Mình hồi nãy cái bàn chân nó chơi ngu rồi, để cái bàn chân lại nó đá ít ba ngon hơn. Tuần sau đánh mình 6 đàm luôn. Thôi hy sinh lá này đi, tại máu từ này cũng không nhiều. Ây da, cuối con này tới 4 đàm luôn á. À gây 2 đam, nếu bộ cạc mình nhiều hơn thì nó có thể gây lên tới 5 đam lận. Dính giữa đánh con này thì hồi được 1 máu. Không lá nào ngon hết. Mất 3 máu nữa. Lên cấp. Trong cái tool này lấy cái cạc này, nếu nó kích được cái lá tan nó thì gây 6 đam cho một quân địch. Ngẫu nhiên. Bây giờ bộ bài của mình khá là nhiều lá gác, lại kẹt thêm hai lá kho báu nữa. Nếu chơi cái lá này không chơi lá nào khác, thôi lấy lá này đỡ hơn. Nhận một lốc bỏ một kẹt, bỏ đi. Thì một con quái vật yếu đuối hoặc là quái vật mạnh, đương nhiên là chơi khó này, ai đây đi chơi dễ. 4 đam có lóc chết tía rồi. Ê, cái lá này phải chơi cuối, chơi ngu rồi. Bây giờ năm là tuyệt hai cái lá này luôn. Không, xài random 6 đam mà vô chúng thằng này nó lóc lại cũng vậy thôi. Nên tôi sẽ bỏ qua. Phá lóc đó. Ok. Tự lóc một cái. Bỏ cái lá này. Rồi kẹt con này. Rồi bây giờ là hồi 1 máu, chơi phía cuối nhận được 2 đam nữa. Không mất máu. Hồi 1 máu nè, 2 máu nè, coi lá này có hồi máu nữa không. Thử lại lần nữa. Bỏ cái lá độc.
Quá trời độc rồi. Cái bàn tay này thấy trong phế phế mà có tác dụng phết. Xài hai cái nha. Hồi được một máu. Kho báu. Không, lá này 3 gram bỏ được. Giờ bài mình không cần mấy lá nữa. Gần 40 lá rồi. Cả hai đều có lóc. Bỏ một máu luôn đi để cho nó bớt gác phá lóc đó. Đưa một đam, nếu chơi cái lá mà vũ khí trong tool này thì nó có thể gây ra thêm 3 đam, nhưng mà tốn một lót. Mình không biết mình có bao nhiêu cái lá vũ khí trong bộ bài. Quê vành đây, quê vành đây, cái này là kêu thôi thôi thôi, có nhiều lá kêu lắm. Mình có lá kho báu nào ngon ngon không ta? Rồi không năng đọc đi tiếp đi. Hồi máu chứ đã. Nếu cái tuần này mình hồi đủ 4 máu. Chơi luôn. Hồi full máu đi. Đó. Nhận 3 điểm kia. Cái này gây 3 đam. Thêm một lá độc. Ủa đánh lộn mày đánh con này nó đủ đáng đó. Không đánh con này cũng chết à. Ê chế ngu mới nhận được 3 boost xong mày liên đủ đáng nó thiệt tay nhanh hơn não, tay nhanh hơn não. Cô báo 10 hả? Thôi. Cần lá này để bỏ mấy lá độc. Bây giờ độc mình nhiều rồi. Nếu có bút lấy một lóc không đâu. Biết nào mới ra cái bút. Chết tía, tôi chọn bỏ cái lá một máu tôi cây cũng được gây hại đam nó không ta, mà gây tạm đi, tôi không tin vào nhân phẩm của tôi. Không bỏ luôn. Bây giờ bỏ bài mình nhiều hơn 20 lá rồi. Vô cái lá nó không tác dụng. Bỏ đây hả? Hồi một máu chứ đã. Nó đánh mình có 2 đam mà. Vậy là mình quất cái lá siêu vô nó cũng không tác dụng gì mấy. Thank you.
Ủa? Giờ đòn tấn công không thể bị loại trừ mà. Không thể bị giảm. Nhưng mà cái đá siêu nó lóc luôn thì lại được. Bây giờ tôi sẽ bỏ một máu để kích được cái lá này luôn. Ok. Hồi lại một máu. Mình thấy 5 đam. Tại 6 đam nữa là nó còn một máu à. Sao vậy? Bây giờ cái lá này là không phải đánh ra mà giữ trên tay vậy. Sao nó không gây 6 đam ta? Khó hiểu. Cái khi nó chết nó sẽ trở lại và mạnh hơn. Tôi không để ý cái điều này luôn. Thử coi. Đây vừa phải kết thúc. Đây dập cái lá này thì nó chết luôn nhưng mà mình không có nhận được ép. Không có tác dụng với mà non boss thôi. Cái lá này ít ra nó cũng được 3 đam. Giảm nó 1 đam nữa. Mình mất 5 máu rồi. Còn một lá cuối cùng là lá này, tí nữa lụm lên. Đó, có 3 điểm nè. Hồi nãy nó vừa hiện ba cái bút này, tôi tính đâu là đi bút. Nên tôi xóa nó luôn. Nè, bây giờ xóa không? Ủa? Sao nó lại sống đi nó rồi? Đánh nó tới khi nào không ta? Hồi một máu nè, mình kiếm cách hồi em 2-3 máu nè, 2 máu nè, 4 máu nè, đủ rồi. Lại đem thuốc nữa rồi. Bây giờ chắc ăn nó chết chưa ta? Thật đau đớn. Lại nữa. Hồi 10 máu rồi lấy 2 lá độc. Kho báu 50 lấy kho báu. Lấy này luôn. Đít một kẹt. Cái con game này nó rút kẹt không có ngon cho lắm, nên đít một kẹt này trừ khi lên cái lá độc.
Không, không lấy đâu, tốn lót. Sao đứng ghê mày? Nhạc chiến chạy mà. Game đứng im ghê luôn rồi anh em ơi. Trời ơi, công sức của tôi. Game đứng im ghê rồi. Rồi, văng luôn hả? Để tôi vô lại lần nữa. Nó không có dấu hiệu gì luôn á, dạng như là game nó bị đung á. Có tiếp tục được không? Được được. Tôi không bấm được nét gum mà tôi vô được setting nè. Con game bị lỗi bớt gì ngay đây rồi anh em ơi. Tôi không bấm vô được cái này. Cái này là hướng dẫn mà. Không nét gum được xong đi. Thử đổi độ phân giải rồi. Đây. Ồ, con game này làm nhiều độ phân giải quá ha. Hay đúng không? Bỏ tài anh em ơi. Thôi chắc là hôm nay nghỉ đây luôn đi. Tôi cày cú ở nhà, công sức của tôi đánh nãy giờ. Bộ bài thì cũng như xích thiệt. Đi do trình độ thì quyền tí thôi. À cái đầu lâu này kéo qua kéo lại. Lựu đạn nãy giờ không biết. Vô setting mấy lần mà quên để ý cái hình này. Không đi tiếp được rồi, không làm gì được hết, chỉnh độ phân giải rồi cũng gì luôn, tại sao why how không lấy su kinh đỡ đáng ngon mà. Không bấm đâu được nữa cho nên anh em ơi. Chỉ có hai cái nút này với mà hai cái dưới này thôi. Còn lại mình không có lít vào đâu được nữa hết. Tôi đã lít hết cái màn hình này luôn rồi. Chỉ có hai cái bộ bài này lít được. Và hai cái nút này. Xuống đi. Vàng nhận được không luôn nè. Bó tay luôn. Công sức giả vàng ấy. Á, lũ đảng có cái cây cú. Đổi tấm hình nền cái rồi tấm hình này mà làm mấy cái lá cây ở đây nó rung lắc nữa thì rất là đẹp luôn à. Mấy cái cây ở đây nữa nè với hai gì cái lá rụng rụng không thì nó bình thường thôi bye bye anh em.